Ngày 15 tháng 10, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức Ngày hội tự hào truyền thống hội sinh viên TNUT năm 2023. Tại ngày hội, học viên được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Trong khuôn khổ ngày hội, diễn ra lễ kết nạp hơn 2.000 hội viên là sinh viên năm nhất và trình diễn đại nhạc hội sinh viên TNUT vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước. Thông qua ngày hội, góp phần tăng cường đoàn kết, thu hút tập hợp sinh viên, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực cụ thể chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028.